À, cái người mẫu bạn trai của em á là tàu hói bụng bự gì cũng được hết trơn á, không có quan trọng. Tàu hói bụng bự gì cũng được hết trơn á, không có quan trọng. Quan trọng là hợp với em và đúng phải rồi. Hiểu tính em chút xíu. Để chị qua dạ. Chị coi. Thông sao mấy mối tình? Dạ em chỉ có một mình vợ em thôi. Có con chưa? Dạ em có bé gái nay 9 tuổi rồi. Và em ở chung với ông xã em được 1 tháng. Em cảm thấy cái người này em không thể nào chấp nhận được cái người em này. Em quen chỗ ông xã em lâu không mà lấy? Em quen được có 3 tháng rồi. Không có hiểu nhau đúng là không? Không hề hiểu nhau. Rồi. Và mục đích của anh ta và mục đích của em không giống nhau. Rồi. Bấy giặc Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em là Nguyễn Thông, em đến từ An Giang, em làm việc ở Long An. Thông làm gì ở Long An Thông? Em làm công nhân. À làm ở đâu, huyện nào? Em làm ở huyện Bến Lức. Mời nhà gái. Chào khán giả trường quay, chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Xin em chào. Tên nó là Phạm Tú Phương, năm nay em 32 tuổi. À, em sinh sống và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu. Em có mở một cái tiệm salon tóc nhỏ chị. Dạ. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Thông nói về ưu điểm và khuyết điểm cho nhà gái nghe. Ưu điểm của em thì biết nấu ăn giỏi. Giỏi khuyết gì điểm không? Của em thì hay nóng tính. Em làm gì là nóng nhất nè? Em thân nè. Em thân nè. Rồi tốt. Có tật xấu gì không? Không anh. Có hút thuốc không? Có. Có hả? Chút không? Rồi có uống rượu không? Có. Có luôn. Thí dụ giờ lấy vợ thì ở đâu Thông? Nói chung là tùy bạn nữ thôi. Trời, cái gì mà hiền khô vậy trời. Đúng rồi, hiền khô à. Rồi thôi bây giờ mình nghe ưu điểm khuyết điểm bạn nữ nè. Ưu điểm của em á là em rất là giỏi về làm việc, đặc biệt là giỏi kiếm tiền. Em thích nấu ăn và em nấu ăn rất là ngon. Còn khuyết điểm của em á là em rất là khó tính, không có kỹ tính. Không đúng ý của em thì em rất là khó tính. Và nóng tính, em nóng tính. Ví dụ chuyện gì mà không vừa với em là em có thể là bùng nổ liền luôn tại chỗ. Dạ rồi. Thật ra cái này là bạn này là rõ ràng. Cái tính bạn là rõ ràng đó. Em là một là một, hai là hai. Chứ không có chính giữa. Mà đen là đen, trắng là trắng, chứ không có xám xám đâu. Ví dụ như được thôi. Chứ đừng có đừng có mà lu bu quá, em không thích. Thật hai đứa này nóng tính. Em cũng thích nhau vậy đó chị. Sợ quá. Căng rồi nha. Dạ. Hồi đó giờ nóng quá, cũng có quýnh ai chưa? Xém quýnh hay chưa quýnh? Xém quýnh hay chưa quýnh? Xém quýnh luôn hả? Dạ. Chết rồi, phải nhỏ nhẹ nha Thông nha. Dạ. Thông sao mấy mối tình? Dạ em chỉ có một mình vợ em thôi. Có con chưa? Dạ em có bé gái nay 9 tuổi rồi. 9 tuổi đang ở với ai? Đang ở với bà nội. Mình cưới nhau bao nhiêu lâu thì mình đổ vỡ hay không? Trong khoảng thời gian 2 năm. Tại vì gia đình bên vợ bất đồng với bên em. Nhà trai đã một lần đổ vỡ đó. Nhà gái thấy sao? Dạ em thì cái chuyện mà từng có gia đình thì em không có quan trọng à. Còn em cũng từng đổ vỡ. Con em được 5 tuổi, bé gái 5 tuổi, đang ở với em luôn. Vậy thì bây giờ nè, em nói cái tiêu chí để mà em có một cái người bạn trai sắp tới á, nó sẽ là như thế nào? Tiêu chí của em đầu tiên á là cái người đó phải thật sự là độc thân. Dạ, còn tiêu chí thứ hai thì em thích cái người bạn trai của em nó có công việc ổn định. Cái cuối cùng á phải thật sự thương em, quan tâm chăm sóc cho hai mẹ con em. Em chỉ cần vậy thôi. Được mà. Bây giờ thí dụ như nè Thông. Dạ. Thí dụ cô gái Bạc Liêu, cổ cũng có cơ ngơi dưới rồi. Thí dụ làm công nhân ở đâu cũng được. Em có cái nghề gì không? Dạ thì em cũng dự tính xong chuyện này rồi, em cũng nghĩ em đi học nghề đó anh. Cũng tính làm nghề tóc luôn anh. Em có thể về Bạc Liêu được không? Được. Bây giờ ở làm công nhân ở đây mà nếu mà quen một cô gái Bạc Liêu thì khó đi lại lắm. Đúng rồi. Yêu phải yêu gần em mới chịu, yêu xa em không chịu. Yêu gần mới chịu. Bây giờ về tới Bạc Liêu yêu luôn nha. Đúng rồi. Ok. Giờ nè mình có thích người con trai cao ra bao nhiêu không? Mình có ước lượng ra được cái hình mẫu của mình không? Tại vì á, trước giờ á, em ước rất là nhiều. Nhưng mà em thấy á, là mình ước rồi. Rồi ước được cái đó rồi nhưng mà mình thấy cũng không có hợp với mình. Nên là cái người mẫu bạn trai của em á, là tàu hói bụng bự gì cũng được hết trơn á, không có quan trọng. Tàu hói bụng bự gì cũng được hết trơn á, không có quan trọng. Quan trọng là hợp với em
và đúng phải rồi. Hiểu tính em chút xíu để chị qua dạ. Chị coi cái ngoại hình có hợp với em hay không nha. Dạ không, chị mới nói đầu hói em tưởng đầu hói bỏ. Dạ. Chào anh. Dạ chào dạ. Chị bên đây hơi hói, hơi không hói lắm. Dạ. Đừng có nhắc cái chữ đó. Dạ. Đừng nhắc cái chữ đó. Chữ đó nhạy cảm lắm, không nên nói chữ đó. Anh em hỏi là sao mà mình chia tay 8 năm rồi mà mình không quen ai hết? Tại vì em thấy em nghèo quá, sợ quen người ta rồi người ta cũng bỏ. Công việc của em là từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Làm xong rồi về ngủ. Bấm điện thoại một chút ngủ rồi đâu có thời gian. Trong công ty không có cô công nhân nào mà... Tại môi trường làm việc của em là nó nam nhiều. Tại vì làm nặng lắm. Anh nghèo quá nên anh không dám quen ai. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ kinh tế mình đã có thể, mình có thể tự tin để mà mình lo cho một cô gái được hay không? Em lo hết sức em được rồi. Vậy tức là bây giờ mình đã tự tin về cái việc đó rồi đúng không? Dạ. Các cô gái đi tìm chồng cũng phải ý định là phải tìm một người giàu đâu, mà người ta tìm một người có nghị lực, điều đó hết sức là quan trọng. Dạ. Đừng có lo lắng, đừng có nghĩ mình nghèo mình không kiếm được vợ đâu, không phải vậy đâu nha. Hồi xưa anh nghèo còn tan tác, nghèo mạt một tơi luôn nữa. Rồi sao giờ giàu vậy? Đâu có đâu, giờ nó đỡ đỡ thôi. Giờ nó đỡ đỡ thôi. Bây giờ giàu lắm. Do cố gắng, nỗ lực, nghị lực á. Dạ. Thành ra đừng có buồn gì điều đó nha. Dạ, dạ, dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi nè, bây giờ mình nói về tiêu chí chọn bạn gái của mình đi. Bạn gái của em là cao khoảng 1m57, 1m58 được rồi. Dư sao? Cao quá. Rồi. Đừng hung quá. Hung dữ quá, chịu không nổi. Đừng có hung dữ. Bên đây là không hung dữ như người ta rõ ràng. Tính bên đây là giống tính của Ngọc Lan nè. Đôi khi á, mình phải chấp nhận cái điều màu xám một chút. Mình trắng đen quá, nó rõ ràng nhưng nó sẽ có những trường hợp nó không có phù hợp và mình cần phải có một chút xíu màu xám và mình phải chấp nhận cái điều đó. Nha, cái này là mình tiết chế lại một chút xíu. Một là một, hai là hai, đừng có mà lộn xộn. Dạ. Chỉ vậy thôi. Dạ. Còn nếu mà không lộn xộn thì cổ rất là hiền. Đúng rồi, em cũng thích tính vậy đó. Đó, giang cho anh nè. Trời ơi, mặt ấn tượng quá ha. Anh hỏi thật em, thí dụ như mình gặp người chồng quá hiền, hơi tự ti về cuộc đời mình quá thì em thấy như sao? Em có ngại không? Dạ không, em không ngại. Ừ. Nhưng mà em muốn cái người đó là phải có ý chí lên chút xíu. Đừng có hiền quá. Ở bên kia bạn kia rất là hiền, dễ thương lắm. Cái là không có người bên cạnh để có thể thúc đẩy. Gọi là thúc đẩy không, cái em thúc đẩy giỏi lắm á. Được. Theo em. Chị nhìn em chị biết là em thúc đẩy, em điều khiển rất là giỏi. Đúng rồi. Một cái mẫu hình lý tưởng của em thường tưởng tượng là như thế nào? Em tưởng tượng hả? Ừ. Tưởng tượng là giống ba em. Ba em khó, dạ. Ba em sao dạ khó? Dạ không, ba em rất là hiền. Thương vợ, thương con. Ừ. Quan tâm chăm sóc mẹ em mặc dù là không có nói ra. Ừ. Nhưng mà là bằng những cái hành động, ví dụ như là mẹ em bệnh thì mua đồ ăn cho ăn, mua thuốc uống hoặc là hỏi thăm chăm sóc hàng ngày này nọ thôi. Chứ em không có cần những cái gì mà nó cao sang quá. Em cần những cái gì mà nó bình dị nhẹ nhàng thôi. Mấy cái đó anh làm được em ơi. Em với ông xã em ở được bao nhiêu lâu? Cái chuyện em với ông xã em nó dài dữ lắm luôn á. Được mấy năm? Dạ không được mấy năm đâu anh. Mà cũng không được mấy tháng luôn nữa. Khi em với ông xã em cưới nhau về rồi á thì em đã có bầu 2 tháng. Và em ở chung với ông xã em được 1 tháng. Em cảm thấy cái người này em không thể nào chấp nhận được cái người này. Em quen cháu ông xã em lâu không mà lấy? Em quen được có 3 tháng thôi. Không có hiểu nhau đúng không? Không hề hiểu nhau. Rồi. Và mục đích của anh ta và mục đích của em không giống nhau. Rồi, vậy mình hiểu rồi. Thôi, anh thấy rằng là cặp này sẽ có bổ trợ cho nhau. Rồi bây giờ anh không đi với ai? Em đi với chị gái. Em trai nói chung hiền á thì không như hiền mà giữ không giữ. À vậy hả? Dạ, nhưng mà phải biết lo làm ăn. Rồi chị thấy là bên nhà gái sao? Nói chung thấy em cũng được. Nếu như mà có cơ hội thì để cho hai em tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em họ em ạ. Em họ hả? Rồi. Dạ em chào hai MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan ạ. Em tên là Phạm Thùy Linh, năm nay em 23 tuổi. Thì nãy giờ ngồi theo dõi chương trình của mình á thì em thấy anh bên đây cũng khá là hiền lành, điềm đạm. Theo đánh giá của em thấy anh hơi hiền hiền một chút xíu. Nhưng mà một bức tranh có nhiều mảnh ghép mà thì sẽ có một mảnh khuyết, mảnh thừa. Thì em mong là hai anh chị sẽ cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn. Thì em mong là hai anh chị sẽ đi xa hơn sau cái chương trình này. Thôi. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn em gái. Thôi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt trò chuyện với nhau thôi nha. Mở rào. Đẹp trai lắm. Nào. Dạ. Dạ, chào anh. Em có món quà tặng em. À, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Dạ.
em tặng cho anh một cái ví đựng tiền. Em mong là anh đi làm về và anh bỏ tiền vào đây. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn. Dạ, em rất là thích cái món quà này. Và cái món quà này cũng là một công việc thứ hai của em luôn. Em cũng làm có hai giống vậy. Trời ơi, hay ta. Cô gái này rất là nhiều tài. Tặng em người bí ẩn của lòng anh. Anh mong em sẽ thích món quà này. Chúc em luôn vui vẻ, trẻ đẹp và luôn thành công trên mọi lĩnh vực. Anh hy vọng dù mình có bấm nút hay không thì mình vẫn là bạn bè em nhé. Dạ. Em nhìn anh này đâu có hiền đâu chị. Mà đẹp trai không? Dạ. Đẹp trai á, tôi nói đẹp có trai. Có duyên. Thôi mình ngồi đi anh. Mình ngồi mình nói chuyện đi anh. Được. Đầu tiên thì anh thấy em như thế nào? Thấy em người rất mạnh dạn, vui vẻ. Dạ. Nói chung là cũng giỏi nữa. Dạ. Anh có muốn hỏi gì về em không? Em thấy anh có hợp với cái gu của em không? À, thường thường cái gu của em nó cứ hiền hiền thôi mà. Nhưng mà giống như nhìn bề ngoài á, anh không có hiền mà sao nhìn thấy anh... Chắc là anh gung đúng không? Anh có gung không? Cũng có gung. Ờ sao? Em thấy nhìn cái là nhìn cái bề ngoài của anh thì không có hiền, nhưng mà anh nói chuyện thì hơi nhút nhát. Anh cũng không có hung mà cũng không có hiền. Dạ. Hay là giờ mình uống 1-2 ly cho mình có... Em uống 2 ly là anh lên giọng luôn. Ờ, vậy hả? Tủ lượng của anh bao nhiêu? Bia uống được 2 lon. Dạ. Rượu vậy là anh hơn em mà, nhìn em vậy thôi chứ em mới uống bia rượu gì hết á. Nếu mà mình có cơ hội hẹn hò thì em muốn chừng nào mình kết hôn? À, em không có quan trọng á là bao lâu hết. 1 tháng, 1 năm hay là 10 năm em không quan trọng. Nhưng mà em muốn là hai đứa mình phải tìm hiểu nhau thật kỹ. Đúng. Tại rồi. Vì anh cũng từng đổ vỡ và em cũng từng đổ vỡ. Nên là em muốn là mình phải tìm hiểu nhau thật kỹ. Ví dụ như những cái gì về em anh không có thích thì em sẽ từ từ sửa đổi. Và những cái gì về anh em không có thích thì em cũng sẽ từ từ sửa đổi anh luôn. Dạ. Vậy em có thích anh hút thuốc không? À, em thấy bình thường. Kể cả anh hút thuốc hay uống rượu gì em thấy nó bình thường hết. Tại vì anh thấy nhiều người nữ cũng... Dạ không, em bình thường á. Hơi bị dị ứng. Dạ không. Hút thuốc hay là uống rượu gì cũng bình thường hết trơn, không gì hết. Nhưng mà cũng phải vừa phải. Ví dụ như là anh có thích phụ nữ xăm mình không? Bình thường mà có gì đâu. Bình thường. Dạ dạ. Mình đứng xăm nhiều quá được rồi. Có nguyên con đại bàng sau lưng. Chị này. Thiệt luôn hả? Em có cái bông hoa nhỏ xíu thôi. Công việc của em á thì em thường nhuộm tóc, nhuộm tai hoặc là về những cái vẻ bề ngoài của em á, anh có quan trọng không? Thì công việc của em phải làm vậy thôi chứ. Không, nhưng mà em làm ý là em làm cho em á. Ví dụ em nhuộm tóc màu xanh màu đỏ lên đầu anh có chịu không? Bình thường có gì đâu. Tại vì nếu mà em không làm đẹp thì lấy gì người ta biết người ta làm theo em. Dạ. Vậy anh có thích một người phụ nữ ăn mặc sexy không? Nói chung là tùy thời điểm em. Người ta nói ăn theo thở, thở ở theo thờ. Ừ. Em về nhà mình lúa không à, em đưa sexy lên ai đâu chịu nổi. Hay quá. Thì em chỉ mong là chương trình này mình... Em cho mình cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn nhiều thôi. Em phải chứng minh được cái gì, em nhìn thẳng mắt cô gái kìa. Về Bạc Liêu thăm cổ tháng mấy lần? Khi mà em hẹn hò rồi, đợt này là về em nghỉ công ty luôn anh ơi. Anh thì về quê em. Hả? À, anh về quê em là... Anh về quê em là để anh làm cái gì nè, đầu tiên? Theo em học nghề tóc luôn. Em chỉ chuyên nghề tóc nữ thôi. Nên là cái người nam vô trong tiệm của em sẽ không làm được việc gì hết. À. Ừ, đúng rồi. Ví dụ như anh học tiệm khác thì được. Hả? À. Ừ. Thì nói chung là rằng rằng nó được. Anh có cần á, em với anh á là tìm hiểu trước. Xong rồi anh cảm thấy hợp với nhau rồi anh mới về quê em học nghề không? Đó. Hay thì là anh nghĩ vậy đó, anh tính vậy đó. Dạ. Anh tính ra anh phải nói cho em nghe chứ, đúng không? Đúng, nói đi, nói. Nhưng mà anh về nghỉ, anh về dưới rồi mà em không chịu anh lấy gì mà anh không đó, em nói với anh là em với anh là phải cần tìm hiểu với nhau 1-2 tháng chẳng hạn. Ừ, xem mình có hợp với nhau về những chuyện khác hay không. Thì nếu như mà hợp với nhau rồi thì mình mới tính tiếp. Anh có thể cho em biết tính tiếp coi như tính tiếp như thế nào không? Thì anh đi học. Anh đi học hả? Chứ biết làm gì giờ. Thành ra đây nói chơi cho vui chứ bây giờ em phải có một cái định hướng. Bạn gái nói rất đúng. Đó quan trọng là em có ý chí hay không thôi. Em có nghị lực để vươn lên không thôi. Thì em thuê một phòng trọ với em ở chừng 2-3 tháng mà học được cái nghề. Anh qua tiệm cô gái này anh phụ. Không có phụ, không cần ai chỉ chỏ gì hết trơn. Chọi chỉ cần vô thấy nhà giờ lấy chọi quét. Tại người ta đang làm mà. Rồi thấy người ta đang làm bông làm hoa vậy đó mình phụ. Rồi hoặc là mình thôi để em đi giao hàng cho. Đó, trong cái khoảng thời gian anh học tóc thì anh có thể làm được rất là nhiều cái để anh chứng minh cho cô này thấy là anh có thể che chở và chăm sóc được cho cô này. Ha, mình phải cố gắng lên.
Được không? Được. Em mà không chinh phục được cô gái này thì tiếc lắm. Rất là tiếc luôn. Tiếc. Nha. Bây giờ là em tiến tới, em nắm tay bạn gái cái nè. Thử coi sao, nắm hai tay. Tự nhiên nhìn tôi. Đứng lên, dìu bạn gái đứng lên. Ví dụ như anh nói là anh chăm sóc cho em đi, thì anh chăm sóc như thế nào? Ví dụ như hiện tại bây giờ là em ở Bạc Liêu, anh ở Long An, anh sẽ quan tâm chăm sóc cho em như thế nào? Thì hai đứa xa nhau thì điện thoại hỏi thăm. Thì có thời gian rảnh. Em có một câu em rất là ghét. Hỏi em ăn cơm chưa? Cái em trả lời là chưa, vậy em ăn đi. Em rất là không thích cái điều đó. Hỏi em ăn cơm chưa? Thì anh mua qua cho em ăn. Nếu như anh ở xa anh không mua được, hồi bữa giờ trên mạng như đồ app rồi rất là nhiều thứ, anh có thể đặt đồ ăn đem lại cho em ăn. Mặc dù cái món đồ ăn ở 50.000 hay 100.000 em có thể tự mua được, nhưng mà anh mua đem lại cho em ăn thì em sẽ cảm nhận được cái tình cảm của anh trong đó nhiều hơn. Anh thì không được gì đâu. Không được gì đâu. Tại vì anh có biết đường đâu mà anh đặt anh mua. Anh không cần phải biết đường. Bây giờ đi về giờ sẽ kết thúc chương trình này phải không? Để tôi chỉ. Chị ơi chỉ giùm em đi. Để tôi đào à. Tôi đào app rồi tôi chỉ cho nghe. Ví dụ như giờ anh đang ở bên Mỹ đi chăng, anh muốn ăn cái món đó em cũng đặt cho anh ăn được. Nhưng mà nói nghe nè, một tháng làm lần thôi chứ người ta công nhân lương người ta không có nhiều, ngày nào cũng đòi ăn. Chị biết thôi, 50.000 là chết luôn đó. Ăn thì không sao chị. Không, mà đó nhưng là... mà có cái là em không có biết đường giao, không biết đường mua. Để tôi chỉ cho. Tôi với Quyền Linh chỉ cho. Chỉ cho cái cách đao áp rồi đặt cho. Đó là những cái ví dụ. Cái ví dụ em đúng vậy. Chăm sóc vậy thôi. Đúng vậy. Không cần phải mua 50.000. Người ta mua một ly trà đá 5.000, 10.000 người ta đặt tới cũng được. Ở dưới quê của em á, đồ ăn 20.000 không mà, không có tính 50.000 đâu. Thật ra người ta không phải cần cái số tiền ở đâu mà ta cần cái sự chăm sóc quan tâm. Em không làm được, em phải mày mò hỏi cho ra được. Phải, đúng rồi, đồ đó. Đó là cái sự cố gắng của mình. Tức là cái gì mình làm không được là mình phải làm cho bằng được vì cái người mà mình yêu thương. Tức ông này quá, không mục làm đích của anh là gì? Mục đích anh là xuống Bạc Liêu ở với lại cô gái này, đúng không? Muốn lấy cô gái này thì anh phải làm được những cái điều đó. Anh phải quyết tâm anh làm cho bằng được. Không biết thì phải hỏi. Còn nhưng mà em nhớ nha, cái gì mà em muốn thì em trình bày rõ ràng. Em sẵn sàng, em nói em sẽ cho anh cái quán ăn nó tên gì như thế nào luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Anh, em muốn ăn, anh mua chỗ đó chuyển khoản, anh chuyển khoản thì sao mà người ta giao lại tới em, nó không có bao nhiêu tiền hết, nhưng mà em muốn chăm sóc quan tâm là như vậy. Đúng, dạ, đúng. Chứ không tự phải nhiên là gọi hỏi tôi alo em ăn cơm chưa, nó chưa em ăn đi. Đi rồi em thấy là em quê rồi đó, quê không quê, quê là khó quê đúng hả. Nhưng bây mà giờ nè, giai đoạn đầu thì mình nói là anh em muốn ăn cái món đó anh đặt cho em đi, em rất là vui, nhưng giai đoạn sau là mình phải chủ động làm một cái điều đó lần thôi, đừng có để người ta nhắc hoài. Em bệnh đi, order thuốc, em bệnh là những cái lúc mà em cần quan tâm nhất. Dạ, anh ở xa, em không có cần anh phải đích thân tới chỗ em, nhưng mà em muốn anh thể hiện những cái quan tâm với em. Thuốc men này nọ, ví dụ. Qua về. Cái chuyện đó thì em yên tâm. Em không có cần những cái gì mà bự bự to tát, em chỉ cần những cái nhỏ nhỏ vậy. Bạn ấy bệnh thì em mua thuốc nè, lại đến thăm. Rồi. Tính em nhiều thì bạn ấy xa quá không mua được nè. Nhiệt tình lắm. Nếu mà bệnh em cũng đi tới à. Ừ. Tới nơi luôn à. Bệnh là tới nơi tới chốn đúng không? Ừ, mình làm thứ bảy chủ nhật được nghỉ đúng không? Không nghĩ em cũng xin nghỉ. Rồi đó, được. Như vậy là được. Đó, phải quyết tâm như vậy. Bạn này có sự nhiệt tình nhưng mà không biết cách. Không biết cách thôi. Vậy thì mình chủ động luôn em. Dạ. Gợi mở cho người ta biết cách. Dạ. Nói thẳng nói đại luôn cho luôn. Dạ, đi. Theo anh đó, hiện đại chúng ta cứ nói đại đi. Dạ. Sợ chứ. Tính mình rõ ràng mà đúng nếu không? Dạ, đúng rồi. Em thật sự quý ảnh. Dạ. Em nhìn thẳng mắt bạn gái nè. Cảm nhận của em người con gái đối diện sao? Cảm giác là người con gái này như thế nào? Em chinh phục để cô gái bấm nút hay không là do tim em. Mình có đập không? Đập mạnh. Đập mạnh hả? Ừ. Thích không? Thích. Có muốn gắn kết không? Có. Rồi, nói. Muốn cái nói gì đó. Thì nói. Nói đi, muốn gì nói đó. Thích. Em có bằng lòng làm bạn gái không? Để họ trả lời đi. Đúng rồi. Dạ. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bản lĩnh lên nha. Dạ. Rồi, quan trọng bên kia có bấm hay không? 1 2 2 3 3 Tôi nể cô này lắm luôn á. Rồi, chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm đưa tay ra nắm tay bạn gái nào. Bạn gái có đầy đủ tất cả. Anh muốn em thay đổi chứ không? Dạ. Nói thật tình luôn. Thế là nhìn họ nhìn mạnh mẽ á. Hả? Nãy giờ chưa hung em miếng nào luôn. Hung em miếng không nào luôn. Thì vậy nói thì không nói mà còn hôn người ta không mà. Hung cái coi, mạnh vậy hung cái coi, dám hung không? Dạ dám hung không? Hung rồi, nắm tay vô hung. Ôm nhau nè, ôm một cái nè. Đó, vô. Được không?
Được không? Được anh. Thơm không? Thơm. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ, dạ. Em cảm ơn ạ. Nè, em gái, cố dạ. lên nha. Dạ. Giúp em trai anh. Thấy vậy nha. Thôi chứ em hiền lắm. Anh dạ. tin em. Rồi dạ, có gì hai. Liên lạc chương trình tôi sẽ hỗ trợ tiếp cho. Dạ. Đi theo bảo vệ đi, ta. Đi cầm xuống cho. Người ta nói rằng đàn ông 12 bến nước. Trời ơi. Không biết bến nào trong, bến nào đục mà nằm ở đây nè. Một nửa thương nửa bực. Bực á. À. Ở chung bực. Bực mình đó. Vừa bực mà vừa thương. Chúng ta vươn lên, ta thoát nghèo, chúng ta phải có sự tự tin và cố gắng. Mình càng nghèo mình lại càng bản lĩnh hơn. Trong cái khó khăn nhất chúng ta phải cần mạnh mẽ hơn nữa thì mới thay đổi được số phận thôi. Tôi mà gần anh này tôi còn nói nhiều nữa. Tôi sẽ giúp anh thay đổi số phận. Thôi bây giờ là bớt giận đi, chúng ta đến với cặp đôi thứ hai nào. Giận nhưng mà vui bởi vì em gái đã bấm nút rồi ha. Tôi thích điều này. Rồi chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai nha. Em thấy là hiện tại mình chưa có thành quả gì nhiều nên là mình dành quá nhiều thời gian vào cái việc phát triển bản thân với lại dành quá nhiều thời gian vào công việc nên thành ra là em chưa có quyết liệt vào trong cái vào cái lĩnh vực tình yêu Linh. Chính thức thì em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất của em đó là 3 năm. Hồi đó em chảnh lắm chị, em chỉ quen Việt kiều thôi. Cho qua xa quá đúng không? Dạ đúng rồi, với lại thời điểm đó em mới có 22 tuổi à. Cũng là tại vì bị cắm sừng đó chị. Bây giờ chúng ta sẽ mời bạn trai. Chào anh trai, mời đi em. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi em. Dạ em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ kế bên và chào quý vị khán giả. Em là Nhị Cường, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. À, em làm cái gì? Dạ, thưa anh, em làm bên ngành bất động sản á. À, được, mày lanh à. Làm sale hay làm marketing? Là làm sale á. À, rồi, vậy khỏe rồi. Dạ. Đất Cần Thơ giờ lên lắm đúng không em? Dạ, đúng rồi. Nào kiếm anh nền nha. Dạ, vâng. Lô gốc bán cà phê nha. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái. Dạ, em vào chương trình, chào chị Ngọc Lan và chào anh Quyền Linh và tất cả mọi người ở đây. Em xin tự giới thiệu, em là Trân, em 27 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Em đang làm cái gì? Hiện tại thì em đang kinh doanh tự do, là em bán thịt bò. Bán thịt bò? Dạ. Chị thích ăn thịt bò lắm. Với lại tại vì công việc của em nó tiến triển theo cái mùa dịch luôn á chị. Lúc trước em học đại học xong ra là 3 năm là em đi làm. Làm khai thác thị trường, làm sale, làm nhiều thứ lắm. Rồi xong rồi bùng dịch rồi kiểu như kêu em chơi mà kiểu online á. Em thấy không có hứng thú nên là em từ chối. Rồi xong rồi trong cái mùa dịch đó thì tất cả lock out hết rồi, không có ra ngoài đường được. Cái em suy nghĩ trong đầu là thôi để mua thịt bò ăn. Có lên trên mạng đặt thịt bò, cái xong rồi cái điều giá với người ta là ồ thấy cái giá cũng ok quá, cũng rẻ quá mà ở đây lock out hết rồi không ai có hết trơn. Thôi mình mua về mình bán. Cái bán online, ồ bán được quá trời luôn. Rồi xong rồi vừa mở cửa ra cái em nói thôi để em lấy ra em bán ở ngoài luôn. Cái cảm thấy là cái thu nhập của mình nó ổn hơn là mình đi làm. Hay quá. Dạ, với lại mình tự làm chủ bản thân của mình được nữa. Còn đi làm thì nó không có phù hợp với lại cái tính cách của em á. Nên là giờ thành cái nghề là bán thịt bò luôn. Em bán ở đâu vậy em? Dạ, em bán ở gần nhà ở quận Bình Tân anh. Trời, một cô gái rất là năng động và rất là biết cách kiếm tiền trong cái hoàn cảnh khó khăn. Coi như là có duyên đó em ha. Dạ, rồi. Có duyên. Nghề em, chọn mình đó. Nghề dạ, chọn mình đó. Rồi. Em trai cho nhà gái biết cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, thưa anh thì em thấy cái điểm mạnh của em là vui vẻ, hài hước, nhiều năng lượng. Cái việc mà mình lắng nghe với lại quan tâm người khác cũng khá là tốt. Hay quá. Dạ. Điểm này điểm mạnh đó. Dạ. Mạnh lắm đó. Có điểm yếu gì không? Dạ thưa anh là có. Em thấy cái điểm yếu lớn nhất của em là cái tính hay quên đó anh. Quên mà quên nhiều quá không? Dạ quên vừa vừa thôi chứ cũng ta không thiếu nào quá. Mình quên là mệt. Dạ. Thôi mà nhà gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì? Điểm mạnh của em là em lắng nghe được người khác chia sẻ với lại mình đồng cảm với người ta được. Khuyết điểm của em là không phải tự khen là tại vì em chân thành quá nên là nhiều lúc trong cuộc sống á, mình chân thành quá thì bị người ta lợi dụng mình á. Rồi khuyết điểm của em cũng là hay càm ràm, kiểu mà làm việc á là phải làm cho dứt khoát.
đừng có lệ mề làm cái này dục cái kia để cho em phải làm lại. Em không thích điều đó. Thế là em là hơi cầu toàn. À, cũng có thể là như vậy. Thế ra thì cái đó cũng không sao hết. Trong cái cuộc sống này thì chúng ta phải nhanh gọn lẹ như vậy đó. Thôi, đường tình duyên của mình sao nè? Dạ, thưa anh, là em cũng muốn chia sẻ về cái chuyện đường tình duyên của em lắm. Rồi. Nhưng mà thật ra là từ đó giờ em chưa có mối tình nào hết trơn á. Nên thành ra là em kiểu như em không có câu chuyện để mà chia sẻ anh Linh. Dạ. Anh không tin luôn á. Thật ra anh không thể tin được. Mà sale bất động sản miệng gọi là bằng miệng luôn, tay bằng tay luôn, rất là năng động. Dạ. Thậm chí biết cách xử sự, giao tiếp rất là tốt. Mà không có người yêu anh không tin. Dạ. Lý do em có thể chia sẻ một chút lý do nào đó. Em nghĩ một trong những cái lý do lớn nhất mà em thấy hiện tại mình vẫn chưa có người yêu là do em thấy là hiện tại mình chưa có thành quả gì nhiều, nên là mình dành quá nhiều thời gian vào cái việc phát triển bản thân, với lại dành quá nhiều thời gian vào công việc, nên thành ra là em chưa có quyết liệt vào trong cái vào cái lĩnh vực tình yêu anh Linh. Em có thích con gái không? Dạ có. Đàn rồi. Trai còn trong trắng trinh nguyên, chưa bao giờ có một mối tình nào hết. Chưa hung ai luôn hả em? Dễ gì có. Có không? Dạ chưa. Có thấy trời chưa ơi. Vậy mới là sự nghi ngờ tôi nói thôi. Còn em nhà ơi, gái tình duyên sao nè? Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức thì em có 3 mối tình. Trời chính thức rồi đó nha. Còn dạ. Lẻ tẻ chắc khá lắm hả? Dạ. Tại em gái. Dạ mối tình dài nhất của em đó là 3 năm. Thì cái mối tình đó là kiểu như còn đi học thôi, cũng chưa có nghĩ gì xa xôi lắm. Sau đó là chia tay, là tại vì hai người không có hợp nhau, thì tại vì còn nhỏ mà. Rồi sau đó là em có quen một cái anh này là Việt Kiều á. Với lại hồi đó em chảnh lắm chị, em kiểu em chỉ quen Việt Kiều thôi. Rồi xong mà em cũng, khi mà con trai mà nhìn vô em á thì sẽ đánh giá là nhỏ này quậy lắm, không có hiền đâu. Xong rồi quen cái anh Việt Kiều này á thì quen được mấy năm? 3-4 tháng rồi. Trời ơi, thôi cho qua xa đi. Quá đúng không? Dạ. Đúng rồi, với lại thời điểm đó em mới có 22 tuổi à, mình chưa có mở mang được cái não của mình á. Cái xong rồi xa quá cái em từ bỏ. Rồi mối thứ ba? Mối thứ ba là cũng là Việt Kiều luôn. Rồi cũng là tại vì bị cắm sừng á chị. À, hai anh Việt Kiều á, kiểu như người ta, cái não của người ta là phương Tây mà, nên là người ta muốn quen theo kiểu là nhiều người, sau đó là chọn lọc một người ra để người ta quyết định là quen. Mà tính của em á thì khi mà biết được người đó có người quen nhiều người khác sự rồi lựa chọn á, dạ, thì em dứt điểm liền. Tại vì em không có muốn mình là sự lựa chọn của người khác. Mình tại không vì mình không phải là đúng không? Dạ đúng rồi, mình không phải là một người không có tốt hay là gì đó mà phải bị như vậy. Coi như là mấy mối tình em là trớt quớt rồi đó. Dạ đúng rồi. Sau đó là mấy anh đó cũng có liên lạc lại, nhưng mà em đã nói rồi, em dứt là em dứt, em không có phải dạng thà bán thịt bò chứ không nhất quyết không quen mấy người. Dạ, coi đúng mình rồi. Là xây cua. Dạ, mà rồi giờ sao mà mình đổi quan điểm là mình kiếm người yêu Việt Nam? Nó thực tế hơn. Khi mà mình tiếp xúc với nhau, gần gũi nhau hơn á, thì nó sẽ thực tế hơn là yêu xa. Tại vì mình cũng không có dẫn được á. Rồi. Nhưng sao mình không có dẫn được okay. tình cảm. Bây giờ em trai, dạ, em cho anh biết cái tiêu chí tìm người yêu của mình, một cái mẫu hình lý tưởng thế nào để coi có giống bên đây không? Dạ, thưa anh, là một người lý tưởng của em á, là đầu tiên là phải ngoại hình phải xinh xắn một tí xíu, rồi nói chuyện là phải dễ thương, suy nghĩ phải chín chắn, trưởng thành anh Linh. Rồi. Cộng thêm cái việc là phải biết yêu thương, quan tâm và động viên người khác. Nếu mà bố làm cây xăng được càng tốt. Nếu mà bố làm cây xăng được càng tốt. Dạ. Bây giờ anh thấy bên đây á là những cái tiêu chí anh vừa ra là có hết, dạ, có thể thực hiện hết. Chỉ có cái là xinh này kia thì dễ thương thì do mắt mỗi người thôi. Dạ. Có thể anh thấy dễ thương, anh thấy xinh, nhưng mà em thấy xinh hơn. Dạ. Hay là không xinh thì do em thôi, chút gặp mình sẽ biết ha. Dạ. 90% trở lên. Tôi thấy hình nền bên đây là tôi chịu, tại vì gu tôi năng động, hiện đại. Ok. Em gái, mẫu hình lý tưởng của mình là gì? Em thì sống thiên về gia đình, nên là em cần người đàn ông đó đối xử tốt, với lại không phải chỉ một mình em mà với ba mẹ, tất cả mọi người xung quanh luôn, là phải có một cái cư xử tốt với lại người đối phương. Đừng có chân diện cho bản thân của mình quá, phải suy nghĩ tới những người khác, giống như là mình ăn uống cái gì đó phải chừa phần cho vợ mình hay là ba mẹ gì đó. Đừng có ăn hết ăn tháo rồi sau đó là chừa lại một ít thì thôi, mình nên ăn hết luôn đi để lại làm gì nữa. Rồi ok, bây giờ
Em coi mắt nhà trai chưa? Chứ nhà trai chưa coi mắt nhà trai luôn á. Đang muốn hỏi bạn này là muốn quen bạn trai cao nhiêu? Ôi, cao ráo gì không? Giờ quan trọng là đối với em thì ngoại hình đó thì bằng em cũng được, mà thấp hơn em một chút xíu cũng muốn được. Mập hơn em hay ốm hơn em? Mập hơn em cũng được nữa, em không có quan trọng ngoại hình. Tại vì suy nghĩ của em á, những người mà thân hình mà vạm vỡ đẹp trai là của người ta. Không, chị thấy là nên quen mập hơn em, chứ nếu mà quen ốm hơn em nữa là chị nghĩ chắc là chắc bên kia là ổn đó. Bên kia tất cả anh thấy là về mặt bề ngoài là ổn, em rất ổn luôn, dày cơm lắm nha. Bên kia người ta yêu cầu vậy là mình thấy sao, mình thấy phù hợp không? Dạ, những cái mà bạn yêu cầu thì em thấy là hầu như là em có hết đó chị. Dạ không, thật ra thì cái nhu cầu của người phụ nữ nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Ăn uống được biết chừa phần đó, hay đó, cái này hay nè. Mà có ai ăn không chừa cho người thân mình không đâu. Nhiều người vô kiểu như vô tình á, không có để có vậy thôi. Thường là người ta ăn, người ta phải múc ra cho người lớn trước rồi chừa phần người trước, chứ ai đâu mà thời buổi này có ai ăn mà tham ăn tới mức bạn hết không chừa ai đâu. Lâu thiệt lâu mới có người không lo chuyện đó. Thôi vậy giờ thôi, còn gì nữa đâu nói. Hết rồi. Bây giờ chỉ nói hỏi người thân thôi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ đi với chị của em. Chị ruột á hả? Dạ chị ruột. Dạ, em chào chị anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Dạ. Dạ, em thấy anh bên đây cũng ok, nên hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu nha. Rồi. Vậy thôi hả? Ok, vậy thôi. Thấy ok được rồi. Thấy ok đó là được. Mở rào. Vậy đi. Đó, coi như chỗ hết tài sale marketing gì đó ha. Anh nghĩ em làm được đó nha. Rồi, tấn công tới tấp em ơi. Bắt đầu đi em. Dạ. Rồi. Anh có món quà tặng cho em nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Trời đẹp quá. Em cũng có món quà này cũng giống như là cuộc sống với lại con người của em vậy. Nói chân chân thật chứ là thịt bò để cho anh ăn. Ok. Dạ, anh đem về anh ăn tẩm bổ. Rồi, cảm ơn. Thực tế vậy đi. Dạ. Chúc gửi anh miếng nóng bì tôm ăn nha. Dạ. Chào em. Dạ, chào anh. Ừ. Thì cho anh hỏi là không biết bữa giờ từ đó giờ là em có về Huế đồ chơi bao giờ chưa? Dạ chưa. Ừ. Em chỉ đi ra ngoài Hà Nội thôi. À. Chưa có đi ra Huế. Nếu như mà có dịp thì em sẽ ra ngoài đó chơi. Ừ. Thì hy vọng là trong tương lai anh sẽ dẫn em ra ngoài đó chơi. Ok. Mà anh vô trong đây lâu chưa? Anh vô trước đó là anh vào làm trên Sài Gòn á, nhưng mà thời điểm này là anh làm dưới Cần Thơ á, thì làm dưới đó khoảng 6-7 tháng rồi. Mà hồi nãy em có nghe là anh nói là anh chưa có mối tình nào hết. Ừ. Là lý do tại sao? Lý do thì như hồi nãy anh chia sẻ với em rồi đó, là giống như anh thấy là hiện tại là mình kiểu như mình chưa có cái thành quả gì lớn á, nên thành ra anh dành quá nhiều thời gian vào cái việc phát triển bản thân nè, rồi dành quá nhiều thời gian vào làm việc nè, nên thành ra là không có quyết liệt trong cái lĩnh vực tình yêu, nên thành ra đó là một trong những cái lý do lớn nhất mà hiện tại là mình vẫn còn độc thân á em. Ồ. Ừ. Vậy anh tham gia chương trình này là anh đã đã quyết tâm, đã quyết liệt rồi. Đã có được thành tựu rồi. Không, nói chung là vẫn chưa, nhưng mà anh thấy là kiểu như bây giờ mình, ví dụ như mình có hai lựa chọn. Một là mình đi một mình và mình vừa làm việc, còn cái lựa chọn thứ hai là mình tìm người yêu và kiểu như là mình cân bằng cuộc sống, vừa có người yêu vừa làm việc em. Nên thành ra anh thấy cái lựa chọn thứ hai, tại vì 6 năm qua cái lựa chọn thứ nhất của anh đã trải qua rồi, nên anh thấy nó không có được ok cho lắm. Anh thấy hình như mình thiếu một cái gì đó, nên bây giờ anh thay đổi. Bây giờ vậy đi, em với bạn gái lại đứng nắm tay với nhau nói chuyện cho nó tình cảm chút xíu, mình giao lưu về cảm xúc ha. Dạ. Hồi đó thì chưa yêu ai, chưa nắm tay ai rồi. Không phải nắm vậy. Không, để vậy nè. Đó, okay. Đúng rồi. Thì khi mà ví dụ như hai đứa mình mà quen nhau á, thì em dự định là bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân á? Khi hai đứa mình cảm thấy ổn, cảm thấy là hợp lý thì mình sẽ đám cưới, còn thời điểm, thời gian bao lâu thì không quan trọng. Với lại ví dụ như là nếu mà mình có cơ hội mà mình tiến tới hôn nhân thì em muốn là mình sinh được, sinh bao nhiêu con em? Trai gái cũng được, hai đứa là được. À. Dạ. Quan điểm của anh á, khi mà mình kết hôn á, anh giúp gì được cho gia đình? Chẳng hạn như là làm việc nhà hay là giúp đỡ gì đó là... Rồi ba mẹ hai bên như thế nào? Là về bên gia đình của mình và bên nội bên ngoại, đúng không em? Dạ đúng rồi. Thì đương nhiên là cái đó là cái trách nhiệm của một người đàn ông rồi. Mình sẽ nỗ lực làm sao để mà quán xuyến hết về cái gia đình. Thứ nhất là cái gia đình nhỏ của mình trước. Nói chung là anh sẽ nỗ lực hết sức, hết khả năng của mình. Và chắc chắn là anh sẽ quán xuyến được hết tất cả về bên nội bên ngoại và bên gia đình nhỏ của mình luôn. Ồ, vậy còn công việc nhà là em sòng phẳng lắm.
Dạ, em làm cái này thì anh phải làm cái khác, mình chia sẻ với nhau. Chứ không phải là theo cái kiểu phong kiến của người xưa á, là phụ nữ làm còn đàn ông là ngồi nhìn. Chia sẻ tivi là em không có rồi cái đó. Rồi cái đó thì anh làm được. Dạ, ok. Em bán thịt bò thì anh cũng biết xào bò. Dạ, đúng rồi. Hát bài tặng bạn gái đi. Thưa anh Linh là em muốn hát nhưng em hát hơi dở nên... Okay. Em gái hát trước cũng được. Cái bài hát này á, thì em mới nghe con nhỏ em của em nó mở thì em cảm thấy là cái lời bài hát nó cũng ổn. Thì là em sẽ hát ở đây nhưng mà có nhiều cái là em không có thuộc lời lắm không á. Cần. Thì hát nói chung bạn... là cái tấm lòng của em thì để ở đây thôi. Hát cho bạn trai cảm nhận thôi. Lưu số em đi, khi nào má có cưng con dâu thì gọi cho em. Em lại quên rồi. Dạ. Em trai hát gì đó cũng được. Dạ. Vậy em xin hát hát bài này nha. Ok. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này không ai gặp ai tốt hơn em. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi, được rồi. Về vị trí đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một người cùng nắm tay mình đi suốt cuộc đời còn lại hay không. Quyết định bấm hay không là của các bạn. 1, 2, 3. Chúc mừng, chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi đó. Thật ra nha em gái, anh rất thích cậu này. Một con người trưởng thành, rất là chín chắn và đàng hoàng. Từng câu nói đến cử chỉ luôn. Bây giờ coi như ba mẹ hai bên không có ở đây, ba mẹ hai bên gia đình đang theo dõi chương trình. Đầu tiên em sẽ xin phép gia đình của bạn gái cho tụi em làm quen với nhau và hứa cái gì đó. Con chào hai bác. Dạ, con là Cường. Thì đầu tiên là con cảm ơn hai bác vì đã cho con có cái cơ hội được làm quen với bạn. Thì con xin hứa với hai bác là con sẽ cố gắng làm sao để mà bạn gái là không có buồn mà sẽ là luôn luôn hạnh phúc. Dạ, con xin cảm ơn hai bác. Em gái nói gì với gia đình của Cường đi. Dạ, con cũng chào hai bác. Thì hôm nay cũng có cái dịp là con cũng là cái duyên để con gặp anh ở đây. Thì con cũng mong hai bác là sẽ cho con với lại anh này quen nhau, tìm hiểu nhau và có thể là đi tiến xa hơn. Tôi thích cặp này đó. Đây là những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Xách bò về kết hợp với cái này nấu ăn. Thời lượng chương trình thì cũng đã hết rồi, hai cặp đôi của chúng ta cũng đã bấm nút rồi, nên là chúng tôi sẽ phải tạm biệt quý vị. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi nhé, 17:50 thứ bảy hàng tuần và 22:30 thứ hai trên kênh HTV7. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ từ chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Lan, Quỳnh Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại chương trình sau. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Có vũ phu không? Dạ không luôn. Ừ, em nói ừ một cái, em dạ. Có một cái là chị
mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Và người mẫu mà. Dạ. Bấy giặc Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng. À, điểm mạnh, điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Cũng như là về tính cách thì em chịu khó, với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái, cô có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Nhược điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình, để em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học, do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau, nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có ba mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được một năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết. Lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn. Anh cũng quan tâm, anh cũng chăm sóc em. Nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng, quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phương. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị cảm... nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ, em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ, không luôn. Ừ, em nói ừ một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao, xem vai em là được rồi. À, với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. À, hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ, có. Em đã từng đạt... danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Rồi phai khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Phai, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Yeah. Thấy trời chưa? Xứng lứa vừa đôi. Ba người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái thôi. Xin chào chú. Dạ còn, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ thích. Đóng phim không? Dạ. Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là bạn nghệ thuật thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao?
bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ. Mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm. Có ghen không? Dạ không. Không ghen? Con không ghen. Không ghen là không có yêu á nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. À đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình à. Rồi. Ba mẹ quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi. Rồi mình thể hiện tất cả những tài năng của mình cho nhau nghe. Để chinh phục đối phương nha. Hôm nay đến chương trình có món quà tặng vậy. Em được có món quà anh ạ. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận, mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ tự nhiên gặp bạn nữ em thấy rung quá, đẹp quá. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Wow, người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ, tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà nếu mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? À, dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Tháng nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Anh thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là ở, nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em, quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó mới gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai? Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhường cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Rất rõ ràng về quan điểm. Hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ trọng hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác, tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau,
Và lời anh muốn nói với em là và sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn, gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến tỉnh Nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring see like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Em xin hết ạ. Trong một cái tiếng tới ha, chúng ta nắm tay bạn gái, hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin tay nhau. Nắm tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Dạ. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác, những cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi. Về ghế ngồi với các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình. Ôi, tình như tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha. Xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là chồng Hữu. Hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Đây là món quà dành cho các bạn. Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, các bạn đi đường này nè. Đi đi, chị Lan cầm đồ cho. Chúng ta lẹ lẹ tới với cặp đôi thứ hai đi. Đang vui, đang hứng á. Đang vui đúng không? Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần. Có một lần rồi hả? Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ rồi. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ không nợ đó, chứ không, cũng không cãi gì, cũng không giận gì. Em đã làm được cái gì cho vợ em? Chưa làm được gì. Quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh không biết nè. Anh có đang chưa có nghĩ tới. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em tên Vũ, em ở Rạch Giá. Em là cái gì Vũ? Quốc Vũ, Bùi Vũ. Bùi Quốc Vũ. Dạ. Ở Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ đúng rồi. Em làm gì Vũ? Nhà em có công ty riêng, em phụ giúp gia đình. Công ty riêng rồi làm về cái gì Vũ? Phân phối sản phẩm tả em bé, tả hát ghi. Tả em bé đó hả? Dạ đúng rồi. Mình sinh năm mấy? Em sinh năm 86. 86. Rồi chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn nữ nè. Em chào chị Ngọc Lan,
Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em là Thúy Oanh, năm nay 35 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kế toán. Em sinh sống và làm việc ở tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh và huyện nào vậy em? Dạ, ở thành phố Trà Vinh đó anh. Thành phố Trà Vinh luôn. Dạ. Trà Vinh đi Kiên Giang thì cũng không xa lắm nha. Mình, dạ. Mình đi qua Cần Thơ tới ngã ba Lầu Tẻ, quẹo xuống thôi ha. Rồi bây giờ đường cao tốc đi cũng dễ rồi. Em nói cho bên nhà gái biết là ưu điểm, khuyết điểm của em đi Vũ. Ưu điểm là em kiên trì, siêng năng, chịu khó. Kiên trì, siêng năng, chịu khó hả? Em làm cho gia đình em, nhưng mà em làm nhiệm vụ gì Vũ? Tất cả là kế toán, mà giao hàng, làm đủ thứ hết. Ông kế toán luôn hả? Dạ đúng rồi. Ờ, giỏi vậy trời. Là biết thôi chứ cô không phải làm. Trong công việc là biết hết. À coi như coi quản lý chung gia đình ha. Khuyết điểm là gì? Ngại trước đám đông, rồi sợ gái. Sợ gái. Sợ gái à? Rồi, mời nhà gái đó, bên đây đang sợ gái đó. Mình có ưu điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, cẩn thận, tận tâm với công việc. Sống thì yêu thương, quan tâm, chăm sóc, biết lắng nghe. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi thiếu tự tin. Với có khi cũng sống hơi bi quan chút. Với những cái vấn đề mới thì em cũng cần thời gian, nhiều thời gian để mà tiếp cận chị. Không sao, biết đâu là sau chương trình này thì em sẽ có một người ở bên cạnh động viên em, để em có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn, lạc quan hơn. Dạ, em cảm ơn chị. Đường tình duyên em sao? Trên 3 người. Trên 3 người? Dưới mấy người? Không có dưới à. Cái mối tình đầu tiên là em quen được mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Mối tình thứ hai? 2 năm. 2 năm. Mối tình thứ ba? Năm mấy, năm rưỡi. Là coi như 7 năm mấy yêu đương đó ha. Em là quen không đúng không? Yêu nhau sâu sắc không? Dạ cũng sâu. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có 1 lần. Có 1 lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ rồi. Con lớn hay nhỏ? 4 tuổi, gái. À vậy là sâu sắc rồi. Nhưng mà có cãi nhau gì lớn không? Tại sao chia tay? Dạ không. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ là không nợ đó, chứ không, cũng không cãi gì, cũng không giận gì. Lạ lùng vậy ta, tôi phải qua tôi gặp cái anh chàng anh này coi. Là... Ừ. Phải có phải vấn có đề gì đó chứ. Nó mới chia tay chứ. Không có cách nào mà tự nhiên không có nợ được tự nhiên hai người chia tay chứ. Chào thì em nghĩ tay. Thật ra Vũ biết không? Không phải là tụi anh soi cho ra vấn đề đó đâu. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là chúng ta phải biết được chúng ta có lỗi gì trong cái chuyện là một là cuộc tình, hai là cái chuyện gia đình đó. Hay là Vũ ngại chia sẻ cái việc này với mọi người? Nó cũng khó lắm. Vậy tại sao các bạn đến được với nhau? Thì có duyên. Thế rồi sau cái buổi ngày hôm nay, nếu như hai bạn bấm nút là bởi vì hai bạn cảm thấy là bạn có duyên với cô gái này, xong cái ngày mai các bạn không tiếp tục với cô gái này, các bạn cho là không có nợ. Cái duyên cái nợ nó đâu phải dễ đến và dễ đi như vậy được. Thì bây giờ cái mong muốn em có một cái người bạn gái sắp tới, nó là cái hình mẫu như thế nào? Cũng biết hiểu, đẹp là được rồi. Đẹp là được rồi hả? Đúng. Bên đó thì xinh lắm, cô gái bên đó rất xinh và trong trẻo. Em có mong muốn cái người phụ nữ đó có tính cách như thế nào không? Mạnh mẽ một chút. Rồi, gì nữa? Sạch sẽ một chút. Sạch sẽ, thơm. Thơm tho, đúng không? Có cái điều gì Vũ không thích ở phụ nữ không? Không. Không có hả? Đúng rồi. Tại sao cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Hợp với mình là được. Ok. Để coi sạch sẽ ha. Dạ em chào anh. Rồi xin chào em gái. Dạ. Dễ thương, rất là xinh ha. Ủa em gái làm kế toán hả? Dạ. Ở Trà Vinh luôn? Dạ. Quê nhà mình ở đó luôn? Dạ. Mình đang sống với ai đó? Dạ em sống với ba mẹ. Em bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình lúc em đi làm. Rồi khoảng 2 năm thì bạn đó cũng đi làm một nơi khác đó, như xa mặt cách lòng rồi tụi em cũng nhạt dần. Đó, đó cũng là một cái lý do để chia tay nhau. Đúng rồi. Ha, xa mặt cách lòng. Và bây giờ thì cái mối tình này nếu mà có gắn với nhau thì nó xa không vậy em? Trà Vinh với lại Kiên Giang đó. Em nghĩ khoảng cách cũng không có đến nỗi xa lắm. Đó, được. Vậy là được rồi ha. Rồi bây giờ mình mong muốn có người bạn trai như thế nào? Dạ em mong muốn bạn có việc làm ổn định, cũng có cầu tiến trong sự nghiệp, yêu thương gia đình, chung thủy. Hoàn cảnh bên đây là có một em bé rồi đó, em có chấp nhận cái hoàn cảnh này không? Có ngại không? Để em tìm hiểu rồi từ từ em sẽ suy nghĩ lại. Tức là vấn đề con cái là em không ngại ha. Rồi. Bây giờ thì hỏi người thân thôi. Hỏi người thân thôi. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Em là bạn thân của Oanh.
Thì hôm nay đến chương trình cũng muốn ông tìm hiểu được một tâm đầu ý hợp để làm bạn trên con đường đời phía sau này. Em thấy bạn trai bên này thứ nhất có là về khoảng cách địa lý thì cũng hơi xa đó. Thứ hai nữa là bạn cũng cảm thấy là những chia sẻ của bạn có phần hơi hời hợt. Em chỉ góp ý vậy thôi, còn phần quyết định sẽ do ông. Rồi, cảm ơn em. Vũ đi với ai? Em gái của em. Em gái hả? Rồi, chào em gái dễ thương. Vâng, chào chú Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào chị. Chào em. Dạ, anh hai con thì thật sự là khá ngại đám đông. Em nói với anh hai là chị thật sự là dễ thương, đúng với mẫu của anh hai luôn á. Hiền lành, dạ thật sự. Em gái có thích không? Dạ thích. À, thích người dạ. Chị vậy đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì cảm ơn có em. Duyên hay không nha, tùy Vũ thôi. Bây tùy giờ thì bạn. Duyên nợ nằm ngay chỗ này. 2, 3 mở rào. Chuyện còn lại là của Vũ đó. Vũ bắt đầu đi. Anh ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có quà tặng anh. Dạ em cảm ơn. Vũ nói gì đi, tặng cái hoa nói gì chứ. Dạ em đang không biết nói gì. Trời ơi. Mình tập nói đi. Rồi cái em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả? Em cũng không tặng hoa bây giờ. À, rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không? Dạ không. Dạ không. Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn. Dạ đúng. Em đưa vậy thôi đó hả? Đúng rồi. Hèn gì. Tôi biết nguyên nhân rồi đó. Nó nằm chỗ đó đó. Rồi ngồi rồi, đi thôi, hai bạn ngồi đi. Đây chị hỗ trợ cho. Dạ dạ. Em chào anh. Em nhiêu tuổi rồi, nãy em chưa nghe rõ. Dạ em 35 tuổi. Ôi 35 nhìn không ra luôn á. Tôi nghĩ 25 không đó. Dạ em cảm ơn anh. Có mấy người theo đuổi rồi? Dạ em cũng có tìm hiểu một số người. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là suy nghĩ cũng khác nhau anh. Cho nên là không có tiến xa được. Khác nhau thì sao? Có thể là khác về sở thích hoặc là khác về quan điểm sống. Công việc của anh có vất vả lắm không? Không em, anh làm ngày 2-3 tiếng à. À vậy là có người hỗ trợ hay là... Đúng rồi. Dạ. Thu nhập của anh có ổn định không anh? Anh cũng biết mà, tại thường thường anh làm thì nhiêu thì cứ quay vòng vốn thôi, cho anh không có thu nhập sao. Doanh số cao thì hưởng nhiều, doanh số thấp thì bắn rớt, thì doanh tiền ít thôi. Thời gian rảnh thì anh thường làm cái gì? Đọc sách, tập thể dục. Quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh cũng biết nè, anh ở đây anh chưa có nghĩ tới. Ủa câu này kỳ quá. Anh cố gắng để xem em nói gì, nhưng mà thật ra nó kiểu cũng không được luôn. Quan điểm tình yêu em chưa nghĩ tới luôn, em cũng biết luôn hả? Thì gặp mặt thì yêu ra anh chứ em đâu có biết quan điểm là sao. Nói vậy em không quan điểm, chỉ gặp mặt thích nhau thôi. À thích nhau là yêu thôi hả? Dạ. Ờ tội nghiệp này quá ta. Hồi đó giờ em yêu 3 mối tình rồi đúng không? Có vợ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi em gặp vợ em có nói gì vợ em yêu anh, yêu em hả? Anh thích em này kia không? Em ít nói lắm, em không nói. Không có nói luôn. Dạ đúng rồi. Cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á, 14 tháng 2, em có tặng quà cho vợ gì không? Tặng quà dạ không, ít lắm, em không có lãng mạn lắm. Ủa rồi thí dụ em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay? Chưa làm được gì. Tức quá trời tức. Tại sao em gái ở nhà có ai góp ý anh trai những cái này không? Dạ thật sự là toàn quyền quyết định của anh hai em. Tại vì anh hai em quen ai hay là cưới thì sao thì thường là anh hai em lựa chọn. Anh hai em thì thường là tùy duyên. Bây giờ anh hỏi em một nha. Dạ. Thí dụ em có gia đình chưa? Dạ chưa. Em có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. À thí dụ như em có bạn trai, em có chồng, ngày 8 tháng 3 cũng tặng quà cho em, 20 tháng 10 cũng tặng em, ngày Valentine 14 tháng 2 cũng không tặng em gì, cũng không nói gì hết, em thấy như sao? Dạ thiếu quan tâm. Đó. Dạ. Thấy chưa Vũ? Thật ra anh vừa thương em mà vừa bực mình em. Anh rất là thương em, nếu anh ở gần em anh sẽ giúp em làm tất cả những việc này. Vẫn tính em nó trầm tính lắm, em không làm được. Có lẽ anh hai ít có người nào chơi với anh hai để nói anh hai những điều đó. Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì
cũng không ai quen với mình đâu. Theo anh nè, gọi điện cho anh thường xuyên. Dạ. Anh sẽ có cách để trao đổi với em. Bây giờ nè, nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Thì sao để người ta thương mình được? Em cũng không biết, tự người ta thương em mà em thương lại đó. Hoặc là em thương người ta, ta thương lại thì em không chứng minh được. Ủa, người ta thương lại thì em phải chứng minh sao cho biết người ta thương, em thương người ta chứ. Nếu cứ về hoài người ta đâu có thương được đâu. Đúng không? Thật ra Vũ rất là hiền, Vũ không phải con người xấu đâu. Vậy giờ tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn tham gia chương trình? Bạn không biết. Bạn không biết. Kiếm vợ. Bạn kiếm vợ. Vậy thì bạn phải làm gì để bạn có được vợ? Khó, câu này khó. Để tôi trả lời. Thật ra là bạn không nói được. Thành ra bạn đến đây để nhờ chúng ta nói giùm. Hồi nãy giờ mình phân tích để cho bên nhà gái hiểu hơn. Thật ra bạn rất muốn nói là yêu nói. Dĩ nhiên là không có yêu được liền trong cái lúc này đâu. Nhưng mà bạn phải có cái sự nhiệt thành khi mà bạn tham gia chương trình chứ. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi, bạn có sự nhiệt thành. Đúng rồi, Ngọc Lan hiểu ý. Nhưng mà tài tính từ nhỏ lớn là gì. Nó khó quá. Mình không biết nói làm sao nữa. Không biết nói làm sao. Vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha. Bạn phải làm cách nào để bạn, nếu mà bạn hiện tại nè, nếu mà bạn đang thích cô gái này, rõ ràng khi mà hai bạn lên sân khấu này là rõ ràng hai bạn có cái duyên rồi. Nhưng đằng sau cái duyên đó thì bạn phải thuyết phục làm sao để cô ấy bấm nút. Tại vì chúng tôi không bấm nút dùm cho bạn được. Nào thử. Giờ em thấy quen dữ lắm đó. Đó, đó vậy đó, cứ tới luôn đi, tới đi. Không quen rồi sao nữa. Không biết quen ở đâu, gặp ở đâu thì anh không biết. Rất là quen. Có thể là em giống người quen nào của anh. Tại vì ở Kiên Giang thì em đúng cũng em ít. Trà Vinh phải không? Dạ, em đúng cũng rồi. Ít đi lên trên đó lắm ạ. Dạ. Hẹn người ta đi chưa chơi. Chưa bấm nút mà sao hẹn? Tưởng tượng ra một cái hình bây ảnh giờ, sẽ hẹn hò. Bây giờ anh hỏi em nha. Dạ. Em thấy cái người đối diện đó em có thích không? Có hợp với ý em không? Dạ. Hợp. Sạch sẽ, vậy cũng sạch. À. Có cái mắt kiếm đó. Em cặn mấy đậu à? Dạ em 3 độ. 3 độ. Thí dụ giờ mà em thích bạn gái đó, bạn gái Trà Vinh, bạn ấy nói giờ em ở đây kẹt rồi, em không đi Kiên Giang được. Em có xuống Trà Vinh thăm bạn gái không? Dạ thì xuống chứ anh. Xuống không? Đó là phải xuống rồi, là chạy xuống. À phải xuống ha. Dạ. Rồi, bây giờ nè từ từ. Ví dụ như ngày hôm nay bấm nút hẹn hò thì cái lịch mà bạn hẹn hò với cô gái này á nó như thế nào? Một tuần bạn đi Trà Vinh thăm cô gái này bao nhiêu lần? Hẹn hò ra sao? Chắc phải nửa tháng, 1 tháng mới được 1 lần. Nửa tháng, 1 tháng mới được 1 lần. Lý do tại sao lâu vậy? Công việc nữa chứ không phải. Bạn nói với tôi nãy là một ngày bạn chỉ làm có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Đúng rồi, nhưng mà ngày nào cũng phải làm, không có 2-3 tiếng đồng hồ bạn làm xong rồi bạn đi qua bên đây bạn thăm người ta. Không được. Không được luôn. Nửa tháng mới gặp nhau 1 lần thì em thấy có phù hợp với em không? Dạ nửa tháng cũng được chị. Rồi. Bây giờ nè em gái. Qua được chuyện rồi đó. Giờ là em gái. Thật ra anh Vũ này dễ thương lắm, bởi cái bản tính vậy thôi. Chứ thật ra anh là người tốt đó. Vấn đề là em có thể thay đổi anh được hay không thôi. Nếu em thấy đây là người có thể thay đổi được, thích nghi với mình theo thời gian được thì mình cho anh cái cơ hội. Vậy thôi, quan trọng là em thôi. Em có bấm nút không? Dạ bấm. Em có thích cô này không? Cảm giác thấy gần gũi. Gần gũi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, quan trọng là em thôi. Hết thời gian. Đúng. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Quyết định bấm hay không là quyền của các bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, chuyện gì đã có rồi đó. Em cảm nhận là em chưa được hiểu anh này lắm. Đúng rồi. Anh chia sẻ ít quá. Đúng rồi. Khó hiểu đó. Đã, hơi khó hiểu. À, thôi thì nó đã vậy rồi, không thể nào khác được ha. Sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái đó. Em rất là dễ thương luôn. Rồi cũng sẽ có người bấm cho Vũ thôi. Dạ. Đến đây chúng ta đành phải chia tay thôi, không có duyên nợ gì hết. Giữ lấy những món quà của chương trình nha. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén,
Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Ok.